Xin chào tất cả các bạn. Xin chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Kiroasa. Tôi là Thanh Hiền, chuyên viên tư vấn bán hàng tại showroom 107 Trần Duy Hưng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu chậu mới của Toto, đó là chậu đập bàn. Có mã là LW818 IWF. Đây, như các bạn đã thấy đây. Sản phẩm này được thiết kế như dạng hình thoi dài với chiều dài là 650, chiều rộng là 370, dành rất là phù hợp cho những cái không gian phòng tắm có chiều dài nhưng mà lại không có chiều rộng. Chậu được thiết kế với dáng là bo góc tròn này, các cái góc rất là tròn. Với sản phẩm này thì logo của hãng được dập chìm dưới sản phẩm như này, đảm bảo hàng chính hãng. Từ đó quý khách hàng có thể rất là yên tâm khi mua sản phẩm. Thứ hai nữa là sản phẩm này với cái thiết kế rất là đặc biệt, đem lại cái không gian cho không gian phòng tắm một cái hơi hướng mới, hiện đại và sang trọng. Với những cái dòng chậu như này thì các bạn có thể kết hợp với những dáng vòi cao như chúng tôi đang bày ở đây. Với những cái chậu như này thì những cái không gian phòng tắm có kích thước bàn nhỏ rơi vào khoảng 45 đến 50 thì cũng có thể đặt được cái chậu này và cũng rất là phù hợp. Sản phẩm đang nằm trong khung giá là từ 3 đến 5 triệu, rất là phù hợp với những phòng tắm mang hơi hướng luxury, phòng tắm dành cho master. Sản phẩm hiện tại, sản phẩm LW818 đang được bày bán tại showroom 107 Trần Duy Hưng. Quý khách hàng có thể đến tham quan sản phẩm tại showroom để được tư vấn và tìm hiểu về sản phẩm kỹ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.